Xin chào mọi người đến với kênh Lục trụ mệnh lý phong thủy Khương Sơn. Trong bài hôm nay tôi xin nói với mọi người tiếp tục cái vấn đề tại sao một người làm thầy về phong thủy hay mệnh lý phải học thiền và tu thiền. Vậy cái việc tu thiền đó giúp ích gì cho cái người làm thầy? Tôi thì nghiên cứu sâu vào thiền đốn ngộ nhiều hơn là thiền tiệm ngộ, nên tôi sẽ nói về lý do tại sao mình phải học thiền. Mục đích của thiền là nhằm định. Sau khi định thì chúng ta sẽ có được ngộ. Để ngộ được thì sẽ giúp rất nhiều trong cái việc mà mình xem mệnh lý và xem phong thủy. Khi ta định và ngộ thì tâm thức của ta không có bị trói buộc bởi môi trường và ngữ cảnh. Ta có thể dung nạp được cái biết của bên ngoài. Khi đó cái ngã tánh của một cái người làm thầy không có bị chấp trước. Điều đó giúp cho tâm mình lúc nào cũng phán xét, suy đoán cho tất cả mọi người là như nhau. Không phải là mình thấy một cái người, người ta ăn mặc, đi đứng, lời nói mà mình đánh giá họ là đây là cái người, người nghèo hay là người cấp thấp, mà mình coi cho họ không như những người khác. Khi đó cái việc mà mình đoán nó đã có sự thiên lệch. Thiên lệch là do mình không giữ được cái định tâm của mình. Mình bị ngữ cảnh, bị lời nói, bị môi trường làm cho thay đổi cái tâm tính. Và cái điều đó, cái suy nghĩ đó, nó tác động vô cái việc lúc mà mình xem. Nên khi mà mình xem cho một khách hàng hay là một người đến xem thì tâm mình phải luôn luôn phẳng lặng. Phẳng lặng là nó không khởi nghĩ người đến là ai, đến vì điều gì, người đó đi đứng nằm ngồi như thế nào. Không phải như mình thấy người già yếu đi xe đạp hay là ăn mặc sền soàng mà mình phán là đây sẽ nghèo, kia sẽ khổ. Không phải như vậy, không dựa theo điều đó. Hoặc ngược lại, mình thấy một cái vị thân chủ đến xem với mình, nhưng mà người ta đi phương tiện mời mình đến một cái nơi quyền quý cao sang, mà cái sự phán đoán của mình bị cái môi trường đó nó chi phối. Người tín chủ, người ta mời một cái vị thầy không vì điều đó, không vì mình bị tương tác bởi môi trường, mà vì mình có được định, có được huệ, có được tri thức. Người ta cần cái tri thức đó, chứ người ta không cần một cái người giống như là vỗ ngọt cái vị tín chủ của mình. Do đó khi mà học vô phong thủy mệnh lý rất là dễ bị lầm lạc vô cái đường trường hợp đó. Tại khi cái việc mà người xem ngày càng mở rộng, làm cho cái phiền não của mình nó chồng chất ha. Nên là cái định huệ càng ngày càng mất. Nên việc tu thiền là một cái bước rất là quan trọng. Hay là việc nghiên cứu Phật Pháp, giáo lý ha. Tức là mình nghiên cứu để cho cái gọi là A lại gia thức, cái tâm thức của mình nó mở rộng, nó tiếp nhận. Ngoài cái việc mình biết từ cái bên trong, mình phải biết từ bên ngoài. Ngoài ra cái việc thiền định đó, giúp tâm của mình vắng lặng, mình có thể hội nhập được cái tri thức từ những cái khách hàng, từ những cái thính chủ đến xem mình. Có nhiều người người ta đến xem nhưng mà một lát nữa là người ta xem ngược lại cho ông thầy luôn ha. Mình phải học hỏi điều đó. Chứ mình không có đem cái bản ngã của mình ra mình đối trị lại, cái đó là mình không có
còn là vai trò của một vị thầy nữa. Nên khi mà mình nghiên cứu vô phong thủy mệnh lý thì cái vấn đề đạo đức của học thuật để duy trì nền tảng đó phải luôn luôn thiền. Đó là cái giá trị của cái việc thiền. Còn thiền như thế nào, giới định tuệ là như thế nào, thì để làm một cái điều gì mình cũng phải đặt ra một cái gọi là quy luật hay một cái giới luật. Quy luật đây á, giới là đầu tiên là mình phải có được cái niềm tin. Niềm tin đây không phải là chỉ tin vô cái tổ tiên của mình hay là hiểu biết của mình, tin vô cái việc mình biết hay việc mình được tổ tiên mình truyền đạt, đó chỉ là một phần ha, mà mình phải tin vô cái điều mình chưa biết, nó hằng hà sa số như đại dương vậy đó. Giống như là người ta nói là chư Phật chư Tổ nói là có Phật có Bồ Tát có Quan Âm à, thì cái đó là mình phải tin, cái đó là ai cũng tin, đó là mình chỉ mới tin vô cái mình đã biết. Còn mình phải tin vô một cái nữa là mình, tất cả chúng sinh, tất cả vạn vật đều có thể trở thành Phật, đều có thể trở thành Bồ Tát và đều có thể hóa độ chúng sanh và đều có thể trở thành một cái người ngộ đạo. Cái đó là cái khó. Khi mình không có niềm tin đó, đối với cái chúng sanh có sự phân biệt, đối với mọi người có sự phân biệt dựa trên cái suy nghĩ biện luận của thế gian hay là bên trong cái hiểu biết của chính mình, và nó dẫn mình đi đến cái sự lầm lạc. Còn con đường để dẫn tới ngộ về thiền là một cái cuộc gọi là đấu tranh giữa suy nghĩ và bản tâm. Mình học càng nhiều, tiếp thu càng cao thì cái suy nghĩ của mình nó càng nhiều, vọng niệm càng lớn. Và cái người vọng niệm càng lớn thì cái việc xảo biện của họ càng nhiều. Điều đó không có nghĩa là một một vị thầy là sẽ có thể là sẽ trở thành là giống như là không có chân lý, không có đúng và không có sai gì, là đường nào cũng nói được. Không phải là như vậy. Khi mình nói mình không chấp vô cái nói thì nó không có bị gọi là xảo biện. Còn mình nói mình nhằm mục đích đem cái biết để chèn ép cái không biết, đó là xảo biện. Thì làm sao để lắng cái suy nghĩ lại thì cái tâm và cái trí tuệ nó mới được vươn lên. Tôi sẽ còn nói thêm nhiều về cái đề tài này ha, để cho những người mà theo học phong thủy mệnh lý không có bị gọi là lầm lạc hoặc là đi vô tà kiến chấp ngã.